bỏ tập ăn tết, bảo thi đỏ mặt tía tai ngày trở lại, nàng chớ dục tóc bất đạt. Tập thể dục khai xuân sau 10 ngày bỏ bê, bảo thi gặp không ít trở ngại. Phải đẹp cần lưu ý cách bắt đầu tập lại để đảm bảo sức khỏe và hiệu quả tập luyện. Dần gian có câu, tháng riêng là tháng ăn chơi quả không sai. Ngoài việc dọn dẹp và chuẩn bị đón Tết, chúng ta dành phần lớn thời gian cho việc tụ họp, hội hè, du xuân và thường có xu hướng lười biếng hơn mọi ngày phần vì bận đón Tết, phần vì mong muốn tận hưởng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi trong năm, nhiều chị em đã bỏ bê, luôn việc giữ gìn bóc dáng. Chẳng nói đâu xa, chính Bảo Thi, người đẹp chăm giảm cân bậc nhất năm 2020 cũng bỏ tập hẳn 10 ngày để ăn Tết. Thời gian nghỉ tương đối dài đã mang lại khó khăn nho nhỏ cho nữ ca sĩ trong ngày trở lại con đường tập tành. Việc nghỉ tập giữa chừng có thể làm tăng nguy cơ chấn thương và đuối sức cho phái đẹp trong ngày khởi động lại sở dĩ bảo thi không gặp quá nhiều khó khăn là vì cô có sức khỏe tốt dựa vào thâm niên tập luyện và tính chất công việc đòi hỏi sức bền cao trên thực tế việc dừng tập thể dục đột ngột có thể gây ra nhiều phản ứng tiêu cực cho cơ thể như làm giảm sức mạnh cơ bắp và gây tăng cân chỉ sau một tuần nghỉ tập cơ bắp sẽ mất dần khả năng tự đốt mỡ và chỉ sau hai ngày nghỉ huyết áp sẽ tăng đáng kể những phản ứng trên sẽ làm giảm phong độ tập luyện của nàng trong ngày trở lại Do đó, chị em không nên dục tốc bất đạt mà cần kiên nhẫn hơn với cơ thể và nằm lòng những lưu ý dưới đây. Một, Khởi động kỹ càng Phần lớn các bộ môn vận động đều có 3 phần là khởi động, tập nội dung chính và thả lỏng. Khởi động giúp hạn chế chấn thương, tăng sự linh hoạt và dẻo dai cho các cơ và khớp. Ngoài ra, các động tác khởi động nhẹ nhàng cũng giúp tăng nhịp chậm rãi và làm ấm cơ thể, tránh cho cơ thể bị sốc trước khi bước vào bài tập chính. 2. Cường độ tập luyện hợp lý. Điều quan trọng nhất trong tập luyện là thấu hiểu cơ thể và điều chỉnh cường độ tập luyện phù hợp với từng thể trạng. Trong chạy bộ, sau 10 ngày bỏ tập, bạn nên bắt đầu lại với khối lượng tập luyện bằng 70% so với trước đây. Càng bỏ tập lâu, cơ thể càng mất nhiều thời gian để làm quen và thích ứng nên cường độ tập luyện cũng cần giảm xuống nhiều hơn. Thông thường sau 3 tháng nghỉ ngơi, bạn sẽ phải tập lại từ đầu. 3. Tập thêm các bài tập bổ trợ một số bài tập về hơi thở giãn cơ hay tăng sức bền sẽ giúp bạn bắt nhịp với việc tập luyện nhanh hơn nàng có thể tự tập ở nhà các động tác plank squat thở cơ hoành đá chân để nhanh chóng trở lại cường độ tập luyện trước đây